Các công tố viên liên bang Đức cho biết đã nhận trách nhiệm kiểm soát cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng ông ta bởi bằng chứng mới cho thấy hai người này có nhiều phần chắc đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết văn phòng trưởng công tố viên liên bang hôm 10 tháng 8 cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tức đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Cuộc điều tra này trước đây nằm dưới quyền kiểm soát của các công tố viên vùng thủ đô Berlin. Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, người khi đó đang xin bảo hộ tị nạn ở Đức nhưng bị truy nã ở Việt Nam vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức ngày 9 tháng 8 công bố đang cân nhắc thực hiện những bước nào tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức được Reuters trích lời nói: rất tiếc và vấn đề nghiêm trọng này sẽ không thể nào bị bỏ qua hà nội không thừa nhận đã tiến hành vụ bắt cóc mà chính phủ đức cáo buộc trong một thông cáo cách đây hơn một tuần bộ ngoại giao đức không cho biết những biện pháp cụ thể tiếp theo mà họ sẽ áp dụng đối với việt nam là gì nhưng nhấn mạnh rằng việt nam đã nhận được một lượng viện trợ phát triển lớn từ đức